mình đưa ra lấy một cái thùng thôi, soạn chiên gram với chiên tre. Cái thùng thùng chiên á. Mà phải thấy được thùng chiên chưa? Ngăn ngăn nào, từ từ nào, nào. Là một buổi đi biểu diễn cồng chiêng. Kiểm tra coi dùi giết rồi thôi. Chắc dùi trong cái thùng luôn hay sao á? Mà kiểm tra chiên gram này cho kỹ, đủ dù giết rồi đủ cái 6 cái 7 cái. Đóng đi. Dùi, cho kiểm tra dùi luôn. Trong đây rồi. Đây là một buổi anh em đi diễn công chiên. Nó Thanh, chào khán giả đi em. Chào. Chào tất cả anh em nhé. Cái tin chào khán giả em. Hello. Inin. Đồ con của thằng. Chào khán giả đi Inin. Mình nhìn mặt đi. Xin chào khán giả. Giống vậy. Tầm lại giống hàng xóm ấy. Rồi lấy đồ. Là các người đẹp trong đội múa. Rút chào khán giả đi, sẽ rút. Rồi đi lên xe. Cầm giùm anh đi, lên xe. Lên xe. Hello. Đây là khu du lịch Thác The Resort. Đi đó, nó đi bàn đúng không hả? Đi bàn, nó cua.